Ý này hay hơn, để anh gọi cho Jin. Ngon quá ngon. Ủa hello, đi đâu đây? Ủa đi đẹp trai quá vậy. Trời, còn phải nói. Quay vào em coi. Ủa? Alo. Giỡn. Giỡn vui không? Vui. Lên xe. Không, năn nỉ đi. Năn nỉ á, lên xe chở đi ăn. Tào lao. Ui da. Thịt nướng không chỉ là món ăn quốc dân mà còn là nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của xứ sở Kim Chi. Một bữa thịt nướng Hàn Quốc thường có nhiều loại thịt, rau củ, đồ ăn kèm và đồ uống. Có thịt bò, thịt heo, thịt gà, tôm, mực, rất phong phú và đa dạng. Thịt sau khi nướng xong sẽ được cuộn trong rau và chấm với nước sốt đậm vị Hàn Quốc. Tùy vào quán ăn mà bạn có thể gọi thêm những món ăn kèm như là cơm nắm hoặc tteokbokki để có thêm tinh bột cho bữa ăn nhé. Sao? Chúng ta đã tới đây. Nhưng mà nói chung cái quán này đẹp đó. Đẹp không? Làm anh liên tưởng đến bộ phim Itaewon, có coi không? Giống như anh nam chính yêu em nữ chính hiểu không? Hả? Thôi mình cứ đồ ăn đi bé. Anh đói bụng lắm rồi. Đừng có ăn miếng nữa. Thật ra thì có tiền không? Hôm nay mình sẽ có chứ, bữa nay mình sẽ ăn một bữa gọi là đã đời luôn á. Chứ bình thường là anh đi với em là anh em mời nhưng mà cuối cùng là anh trả đó. Ông thì làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa. Nhưng mà đó, kỳ này là em trả đúng không? Thì đó. Rồi kêu cái gì đó đàng hoàng vô nha. Dạ anh ơi. Anh ơi. Em chào anh. Annyeonghaseyo. Rồi xong, người Hàn á. 저희 스페셜 메뉴라고 합니다. 한국에서 왔고요. 여기 보시게 되면은 이베리코 돼지부터 여러 가지 종류의 그리고 치킨. À, chicken là gà hả? À, có chú cơ, bà. À, hả chú cơ mà rồi ăn chicken cho mà mu cơ chú cơ hả? Không hiểu. Không hiểu. Trời ơi. Anh ơi, anh biết nói tiếng Nhật, anh nói với ảnh đi. Làm sao mà người ta hiểu được? Can you speak English? A little bit, okay. Thôi vậy, anh thật ra không cần phải biết nhiều tiếng đâu. Thích món gì chỉ vô. À đúng rồi, chỉ vô. À em thấy ở đây nè, anh có giới thiệu. Đây cái là một cái gói không giới hạn nha. Không giới hạn 31 món nè, không giới hạn 38 món nè, không giới hạn 41 món nè. Có 101 món không anh? Mà bao nhiêu tiền? Tiền mà không quan trọng. Không quan trọng hả? Nhưng mà 101 món mà có 399.000 nè. Không, cái này có 41 món là tối đa rồi. Vậy kiểu này nha. Kiểu cái nhiều nhất đi nha. Kiểu đó đi. Tới bến ha. Tới bến. Một mẹo nhỏ khi thưởng thức thịt nướng là khi thấy bề mặt thịt ẩn lên một chút máu, lúc đó mặt bên dưới đã chín và bạn có thể trở sang nướng ở mặt còn lại. Lưu ý, đừng lật miếng thịt quá 3 lần và không nên dùng kẹp ấn thịt xuống vỉ vì sẽ khiến thịt chín không đều, cháy xém và mất đi lượng nước ngọt tự nhiên trong thịt. Nghe thơm á. Thơm thiệt. Thơm. Tại vì em mời anh á nên anh mới nhịn đói từ sáng tới giờ. Dữ vậy? Thật sự. Thì ngủ hả? Không, giờ là chiều lắm rồi đó nha. Thật ra là do anh ngủ. À, anh chưa ăn sáng thôi. Mới vừa định cảm động á. Ừ. Oppa. Đi. Nó là cái gì vậy? À, cái này không cần hỏi cũng biết. Cheese. Cheese, yeah. Bà oppa phải ồ. À, thử ơn nha. Chó. Samita. Cảm ơn Samita. My sister hả? Ngon quá. Nói chung là bây giờ không có sáo nữa nha, nó buồn lắm rồi. Kim chi ngon nha. Mà ăn cho thịt cũng ngon. Đó, có cơm. Thấy anh tội nghiệp, bữa giờ cũng cô đơn đúng không? Thì vậy đó. Tự nấu ăn rồi đó. Phải nấu ăn cho bản thân mình đâu. Cho nên là hôm nay em mới mời anh đến đây để mình ăn một bữa đã đời. Cảm ơn em nha. Bây giờ thấy anh nấu ăn món ăn Việt Nam, bún bò Huế đồ này kia thôi đúng không? Đúng rồi.
Cho nên hôm nay mình sẽ ăn món ăn Hàn Quốc. Là thương dưa. Thương dữ lắm. Trời ơi. Ai mà chả biết em thương anh đứt ruột. Sao không ăn đi, em bắt anh ăn hoài vậy? Để em đang nướng nè. Phải dùng cái hơi của mình. À hút nó vô. Từ từ, bình tĩnh, không sao hết. Sau đó mình lấy một miếng thịt bò ngon thôi, mình chấm miếng sốt, dùng như sốt này. Mệt chết rồi. Rất ngon. Thịt thấm vị. Lấy cái này chấm nước sốt. Không. Không, em phải bỏ vô như vậy nè, xong rồi bỏ thêm miếng kimchi. Vậy là em chơi kiểu truyền thống hả? Đúng rồi. Anh không phải nói nha. Cái gì vậy? Nóng quá. Con gái ăn có duyên hả? Vậy là kiểu đó là kiểu Hàn Quốc chưa? Không phải. Em đòi á, mà cái nết của em ăn rất là lạ luôn á. Cái này không, cũng phải kiểu Việt Nam. Kiểu Cẩm Thơ. Em không có ăn nóng được. Vô đây đến 1 giờ. Ủa xin hỏi. À thử trước đi. Miếng đó thử đi. Uống tiết kiệm á, anh tiền nó mà uống nhiều. Ủa nghèo nàn vậy, hôm nay xả láng mà thử nha. Ngon. Uống vô thấy tê tê rồi. Uống thêm cái đi em, tự ăn đồ nướng. Ủa anh, anh đánh chuốc em sai hả? Ơi. Em có vẻ như bị chậm lại ha, mới uống có 2 ly mà. Có đâu. Nãy em thấy em lanh hơn á. Cùng. Ảnh hưởng gì đâu. Không. Không. Hiểu không? Em đi, em đi. Em đi. Anh bị khát nước đúng không? Đúng rồi, tại vì ăn cái này là phải có cái này, nó mới vô, vô bài. Chết rồi. Vô. Ủa sao nhai đá quá vậy? Có ăn đi. Em thấy anh có vẻ khát nướng đúng không? Khát nướng? Sao vậy? Cho nên mình sẽ chơi một cái trò chơi này để cho mình có thể uống nhanh hơn. À. Anh trước đi. Em ưu tiên anh đó. Ủa anh? Không, để thấy ủa sao nó... Ai mà cắt cái này? Bự quá. Lời nói dối mà bạn từng nói khiến bạn ấy nấy mãi trong lòng là gì? Dễ vậy? Anh thật ra anh trên đời này anh nói dối nhiều lắm. Nhưng mà anh chạy nấy bây giờ. What? Nói dối làm chi? Thật ra là anh không có nói dối nào mà gây hại cho người khác hết. Anh chỉ nói dối nói dối có lợi. Có lợi cho bản thân anh thôi. Mà có lợi cho tao. Không thì thường nói dối làm sao mà. Vậy nếu anh không trả lời thì thôi anh uống đi. Anh thì uống dễ rồi. Đây, ý là không phải là tôi không có sợ, nhưng mà biết là không có câu chuyện nào gọi là đặc biệt đúng không? Đặc biệt nhất là bị ngu thôi, có nghĩa là anh nói hồi xưa sao anh bị điểm kém thôi, mà anh bị giúp đỡ kiểm điểm thôi, anh về anh kêu bố anh là ký, cô giáo bắt bố anh ký xong anh còn anh tại nghĩ ra một câu chuyện là hả, bạn anh nó bị, có nghĩa là bạn anh mà nguyên lớp phải giúp kiểm điểm vậy mà bố anh cũng tin, hay là bố anh nghĩ ra nói xạo tội nghiệp quá nên bố anh chịu ký vậy thôi. À là bố anh thương anh á. Chắc là thương anh thôi, chứ là thấy cái vụ đó cũng không có gì thú vị. Và vừa trả lời vừa uống luôn là hay rồi đó. Ủa? Nhưng mà cái đó có cái gì đâu. Rồi tới em đi. Tới em nha. Thôi em nghĩ lát nữa mình mà không ấy mình uống cái ly này đi. Cái đó thì thách em thôi chứ anh thì bình thường. Em thách ai? Thôi tôi biết tụ lượng của anh như thế nào mà. Nếu được cao hơn 10 phân mà mất đi năng khiếu biểu diễn, hoặc lùn hơn 10 phân mà trở thành siêu sao, thì bạn chọn cái nào? Wow, câu này hay nha. Cao hơn 10 phân mà mất đi năng khiếu biểu diễn,
Ủa quá dễ luôn á, nói vậy chọn cái lùn mà siêu sao thôi. Không, em lại muốn chọn bản thân em hiện tại thôi. Không có một hay là hai thôi. Một trong hai đâu hả? Ừ. Vậy thôi em chọn lùn. Thảm lùn mà trở thành siêu sao. Nói vậy phải là lùn phân nửa. Lùn phân nửa. Ừ. Chứ thực ra lùn có 10 phân à thì là nó có gì như đâu, 10 phân có như đây à đúng không? Nhưng mà trở thành siêu sao cũng được. Em phân nửa. Giống như là dài mét nhiều. Ủa đứng tới cái bàn. Em mét nhiều. Dài mét 62. Thì đó, vậy thì em chỉ được 80cm thôi. Ủa? Ừ. Là cỡ này thôi. 81. Không, là vậy thôi nè. 81cm rồi anh, 81 rồi. 81cm đó. Mà trở thành siêu sao. Ừ. Thôi cũng được, đi thào hơn cao mà. Nhưng mà lùn vậy, nhưng mà thấp vậy thì nó sẽ khó khăn cái khác. Thôi, em chọn lùn. Em chọn lùn đi phân nửa. Đúng, lùn đi phân nửa em 8. Nhưng mà siêu sao cỡ nào cũng phải đi xuống nha. Thì em siêu sao một thời. Em giàu lên xong cái bị nối chân. Đúng rồi, cái em nằm mấy năm cái lưng em có vô đây à. Còn đi với, em phải kéo dài chứ em ra. Em bị dị nên em siêu sao thứ lần thứ hai. Thôi. Em bị diễn xiếc. Thôi kiếp này thì em sống nửa kiếp thôi. Wow. Sống kiểu mà hết thời siêu sao thì mình thôi mình về giường mình ở được rồi. Ok được rồi. Đúng không? Nói chung em trả lời cũng xác đáng để anh uống. Đó. Mà thấy anh phải không? Nãy nó bóc rồi nè. Bạn có bao giờ bị chèn ép hoặc có cảm giác là tiền bối không thích mình khi làm việc hay chưa? Cái này Buka nhiều hơn. Cũng có nhưng mà em bỏ qua hết rồi. Không phải nói gì nhưng mà mình sống cũng được lòng nhiều người á. Anh không có gây sự với ai nên thực ra em cũng không có gây sự với ai. Còn nếu mà chèn ép hả? Ai mà dám chèn ép anh? Tại vì anh có gì làm, có gì đâu chèn ép. Ừ, hiểu không? Giống như là em, giống như Buka đi ha, Buka một cái phải làm cho một cái gì đó nó lớn như sân khấu, môi trường đúng không? Của sân khấu tập thể nhiều người quá thì có thể càn cửa. Chứ giờ chung đó, giờ từ nhỏ tới lớn là sống, nếu mà sống chung thì sống chung với 4 đứa bằng tuổi. Tao chèn qua thì tao chèn lại thôi. Chứ thực ra cũng không sợ. Mày chèn đầu tao chèn đầu mày lại hả? Thì đúng rồi, đánh qua đánh lại thôi thì giải quyết là đánh lộn thôi. Căng nhất là chỉ có đấy thôi. Còn nếu mà căng quá nữa thì đi mét chị Vân thôi. Cái mình im, mình đi mét hả? Ai làm gì làm kìa. Trời ơi, thôi mình thể hiện mình là người hiền nhất trong nhớ. Nhưng thật ra mình hỏi với mình đi mét. Mấy chị Vân, chị ơi thằng này làm gì nè, chị ấy làm gì nè. Xong cái chị Vân kỷ luật nó, trừ lương nó một tháng. Hay cái quá. Mình á, trong bóng tối mình chết. Yes. Môi trường nào cũng vậy, cũng sẽ có sự đấu đá hơn thua. Có những cái là đấu đá văn minh, có những cái đấu đá cũng không văn minh. Thì mình không may mình gặp phải thôi. Chứ thật ra mình sống cũng... Tại vì em thấy sống cũng đàng hoàng, đâu có bị ai ghét gì đâu. Em không đàng hoàng lắm hả? Đàng hoàng, nghiêm túc. Lúc nãy em cũng để trả tiền. Ủa thì bữa nay em trả mà. Vậy là em đang trả đúng không? Anh ấy làm anh mà. Nhưng mà anh muốn em một lần đàng hoàng. Thì nè, 41 món ăn, ăn lấy gì chưa hết đó. Chưa hết, anh đến đây anh còn được nhận một phần quà từ Buka. Bất ngờ lên, bất ngờ lên. Quen với Buka gần mười mấy năm mà chưa bao giờ được nhận quà nha. Sao vậy? À, để anh nhớ lại. Sinh nhật anh, đứa nào chạy qua tặng cái nón cho anh quăng xuống đất. Jin anh chỉ em á, chứ thực ra cái nón nó cũng không đẹp đâu. Ủa? Liên quan gì lúc anh tặng cho em tặng cho anh liên quan gì? À lúc đó là em chưa quen Jin hả? Ủa bây giờ em cũng có quen đâu. Ủa bây giờ em cũng có quen đâu. À vậy à, anh đâu biết đâu. Để coi món gì nha. Wow. Cái gì vậy ta, đồng hồ hả? Ừ, tôi là cái này là đồng đó. Hồ nha. Đồng hồ hàng hiệu luôn á. Mở đồng hồ. Ê. Wow. Wow. Chị tặng cho anh Jun Phạm. Anh hứa cái này thêm anh, nếu mà em làm thì anh sẽ giữ. Rồi xong rồi. Về đi anh. Hả? Về. Em chở anh về chứ nè, em chở anh tới đây mà. Em ý này hay nè. Để em gọi cho Jin. Không, ý này hay hơn. Anh kêu taxi đi, xong chở em về nhà. Xong rồi anh đi về nhà, anh trả tiền. Ý này hay hơn, để anh gọi cho Jin. Ủa gì? Để kêu Jin tới rước anh. Ủa? Và rước em. À, được. Cho em ghé với. Rồi thiệt hả? Rồi thiệt hả? Vậy nó làm gì? Giờ nó lại làm gì vậy? Không biết. Vậy thường nó làm gì? Nhà? Không biết đâu. Ủa sao chung không biết? Ở chung rồi nào má. Ủa vậy hả? Rồi. Biết các bạn nhớ, nếu như mà tập sau các bạn muốn Buka và khách mời của Buka
ăn món gì thì hãy comment ở phía dưới địa chỉ nè, tên quán nè, món ăn nè, thì để Puka có thể đến đó trải nghiệm nha. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của Puka là Puka Official nha nha. Và đừng quên subscribe kênh Trinh Phạm Official luôn nhé mọi người. Ủa gì vậy? Hy vọng mọi người sẽ thích chương trình. Ngon quá ngon. Nói vui lên, nói vui. Bây giờ bắt đầu nó lân lân rồi, nó không có vui vui được. Bây giờ phải nói nhựa nhựa. Vậy mình theo phong cách nhựa nhựa nha. Hy vọng quý vị khán giả và các bạn sẽ thích chương trình. Ngon quá ngon. Cái xe của Pu đây đúng không? Đúng rồi. Ngon quá ngon. Chính là Pu xì đây đúng không? Không thể nào mà đánh rơi đâu được nè. Nhưng nè, có con này nữa nè. Đúng rồi, đúng là xe của chị Bu rồi. Cái này là của em nè. Hay là cái này của anh? Anh thích cái nào? Quan trọng là em thích cái nào. Em thích cái này. Thì anh thích cái này. Ok. Nhưng mà ai là người lái? Em lái cho, em thích xe này lắm. Vô, vô. Em có bằng lái mà. Nhưng bây giờ đi ra cho Bu luôn á hay đúng như rồi, nào? Em gọi rồi. Cho Bu câu thế nào? Ủa? Xe này chìa khóa đâu? Anh Kim, anh Kim. Ủa không, cái này cái gì? Không phải. Đây là cái gạch khóa. Ủa? Mẹ ơi. Thôi để em gọi đi. Gọi đi. Sao mà đưa cho người ta chiếc xe mà không không có, cho người ta cái chìa không khóa. Không có chìa khóa. Đây để gọi rồi. Alo, chị nghe. Alo mẹ. Chìa khóa xe đâu mẹ? Sao mà dở quá, không có chìa khóa thì mình đi tìm chìa khóa, hiểu không? Ủa mẹ ơi. Ủa bắt tự đi tìm luôn kìa. Nhưng mà sao tìm ở đâu mới được? Nè, chị sẽ cho em một cái gọi là một cái password để mà em tìm được cái chìa khóa của chị. Là em đi tìm một người nào đó mà nhìn bề ngoài giống một Tô Mì Quảng. Em lại đó, em nói với người ta nếu như người ta trả lời ngon quá ngon thì chính xác là người đó đang giữ chìa khóa của chị. Đi. Như Tô Mì Quảng, tìm một người như Tô Mì Quảng. Có nghĩa là anh đúng không? Là em nữa. Không, em mới khác Tô Mì Quảng. Em nhìn cái vòng của em đi. Ủa? Không, chứ không phải hai đứa mình đâu, hai đứa mình đi kiếm đi. Đó rồi, nhưng mà ở đâu giờ? Cô Bố Cá xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Ngon quá ngon. Và bây giờ thì đến tập này thì Bố Cá cảm thấy là mình phải rút kinh nghiệm từ những tập trước. Thường hai khách mời thì hay cướp xe Bố Cá để mà chạy. Cho nên là Bố Cá đã quyết định là bỏ chiếc xe luôn. Và mình không chạy chiếc xe đó nữa. Mà mình tự đến đây, mình đến quán sớm chờ cũ. Mình đến đây trước để mình chờ các bạn. Và để chiếc xe đó, để chìa khóa đó, để cho các bạn có một thử thách. Và hai bạn sẽ tự lấy xe để mà chạy lại đây. Và bây giờ Puka sẽ vô quán và kêu đồ ăn trước. Anh ơi, hey, trong shop này nhiều Tô Mì Quảng quá. Mình vô shop được không? Không phải, Tô Mì Quảng này bất động. Tô Mì Quảng bất động. Không nói chuyện, không có tham khảo được. Đây rồi, chính là hai tô mì Quảng này. Ủa? Gì vậy? Đây là cái bát này. Còn đây là một nhân viên đang chuẩn bị đi tới này. Thế là... Bỏ tay. Đừng chạy. Hả? Con ơi. Con có phải là tô mì Quảng con không? Con có giống tô mì Quảng không? Trời ơi, dễ thương quá trời. Con đang chơi thì... Không phải rồi đấy. Không phải rồi đấy. Con làm cái này. 1, 2, 3. Không vô luôn, không vô luôn. Không hiểu rồi, không hiểu rồi. Con không phải Tô Mì Quảng à? Nope. Không phải rồi, ngơ rồi. Anh mắc bé nó sợ, thôi chơi tiếp nha, cho cô giúp xin lỗi. Bye bye con nha, bye bye nha. Cảm ơn nha. Chết rồi. Ê. Anh ơi. Màu vàng. Vô. Chính là sợi mì rồi. Đúng rồi, tóc xanh. Vô, hỏi bạn đôi lời đi, dùng nhan sắc của mình đi. Bạn ơi. Em không phải Tô Mì Quảng trong truyền thuyết đâu. À, không phải này, mình giặc nghiệm nhá. 2, 3. Ừ.
đúng rồi giàu giàu. Cảm ơn. Hello em. Phải cho anh xin cái chìa khóa đúng không? Sao vậy? Sao chị muốn cái lại đứa cái chìa khóa đó cho em vậy? Là em là con người bạn cho chuyên chìa khóa trời. Duyên nha. Rồi, okay. Cảm ơn. Có luôn nè. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn nhá. Bye bye em. Rồi, đi thôi. Cái xe này chạy vui quá à. Nó hơi nhỏ. Nó hơi nhỏ sao lại vậy? Rồi hai đứa mình nó nhỏ quá. Nhìn kiểu hai đứa nó đang cưỡi một cái con bé xíu luôn đấy. Đói quá, đói luôn á. Không biết hai người này cái gì mà thiệt dở. Cái thử thách đâu có gọi là gì khó khăn đâu. Quá là đơn giản luôn. Mà dở tới giờ vẫn chưa tới là quá dở. Không lẽ dùng ăn trước chứ? Có từ từ nhé, làm sao mà ăn trước được? Ai cho ăn trước mà ăn? Ủa? Ai mẹ cho nói trước? Gì? Mẹ nói là thử thách tới dễ hả? Mẹ nói gì? Mẹ luôn rồi hả? Lên mẹ nè. Chị là mẹ của Cara với Định Minh Tú. Ủa thế hả? Em muốn nhận chị là mẹ đúng không? Không. Không, mẹ không có con cha. Nhưng mà cái vấn đề là tại sao quá dở? Nãy giờ chờ rất là lâu luôn á. Dở là dở làm sao? Cái thử thách đâu có khó. Dở là dở làm sao? Cái thử thách đâu có khó khăn gì đúng không? Không, nhưng mà mình còn đi mình phải ngao du chứ đúng không? Mình phải yêu đời chứ. Là hai đứa ngao du để chị không ở đây có một người thôi mẹ. Có ảnh thôi. Dạ. Con mệt lắm. Con nhễ nhại lắm. Tại sao lại ngao du? Thấy không? Thấy cái sự chuẩn bị của tôi dành cho các đồng chí quá là tuyệt vời ở đây. Tôi đã kêu đồ ăn nè, nước uống. Thơm. Để các đồng chí đến đây để mà đổi cái gì? Em không muốn đá hả? Tôi không muốn đá. Trời ơi, em... Đây, con bóc ra cho. Nè. Kiểu mà diễn viên bình thường á thì nên uống đá bình thường không sao hết, khỏi phải giữ giọng. Còn kiểu ca sĩ như chị thì nên giữ giọng chứ nên không. Ca sĩ như chị... Không có uống đá được, hiểu không? À, là chị không uống đá để đi hát đúng không? Đúng rồi. Độ cao đi hát. Hát một bài ha. Để giữ giọng. Hát chưa? Hát chưa? Nào để hai người diễn viên ngồi nghe ca sĩ hát này. Hai, vô. Đi quá thôi, uống ra không đá đi. Đồng đẩy quá. Bánh bèo là món ăn quen thuộc của những người yêu thích ẩm thực miền Trung. Nhân bánh bèo là sự kết hợp của tôm, thịt, hành phi giòn thơm, đậu phộng bùi. Phần bánh dẻo, thơm, mịn màng kết hợp với phần sốt sền sệt được đổ lên trên mặt bánh, ăn cùng với nước mắm. Nhìn thôi là cũng đủ kích thích muốn thử ngay và liền. Đây là đặc sản Quảng Ngãi nha. Cái này là gì vậy mẹ? Cái này là sa tế. Sa tế. Trời ơi, có ai ăn đó không? Ca sĩ em, có giữ giọng không? Không, ớt thì nó không ăn ớt cho mở giọng á mẹ. Ủa vậy hả? Anh Trúc Nhân nói. Anh Trúc Nhân nói là mỗi khi anh ấy lên diễn sân khấu ấy là anh ấy sẽ ăn quả ớt. Anh nói như thế cơ mà. Ủa vậy hả? Nhớ tới bây giờ luôn, anh nói như vậy. Tính ra là Trúc Nhân là cốt con sáo hay là gì? ăn một quả ớt cho mở giọng. Ừ, lột lưỡi á. Rồi, biết cách ăn không ạ? À? Dạ không ạ. À. Chắc là em nghĩ là cho cái này vô xong xúc xúc vào miệng luôn đúng không? Xúc hả? À đúng rồi, xúc. Xúc ạ. Thì bây giờ mình sẽ lấy nước mắm mình bỏ vào cái chén bánh bèo này. Cái cảm giác của em với Cara khi mà lên trên này ấy, đó là nghe cái mùi rất là dậy mùi luôn. Từ dưới luôn đã thấy cái mùi rất là thơm rồi. Chắc các bạn ấy chế biến sẵn ở trong nhà bếp ấy, lan tỏa ra. Cái nước mắm thơm thì... Con ăn thử đi rồi con cảm nhận coi trong đó có gì nha. Đây là một câu đố dành cho con. Ủa trời ơi. Là gì vậy chị? Chị giống bếp thôi. Béo, ngọt ngọt, nước mắm ngon quá. Cái này, cái bàn bàn trong này ngon quá thiệt á. Ừ. Ở trong đó thì mẹ thấy đây là có hành phi nè, đậu phộng nè, hành lá à, ớt mẹ mới chan lên nè, có thịt bằm không? Có thịt bằm. Có thịt bằm. Thịt bằm. Có tôm nữa. Nhưng mà cái bột ngon. Nó mịn. Nó béo. Đúng rồi, nó nhuyễn, nó béo, nó mịn rồi à. Nó có một cái độ gì đó mà nó béo mà nó béo cô đặc á, chứ không phải là béo 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 rời rạc. Đúng không? Cái này mình có những cái từ review okay, là ok béo cô đặc chứ không phải là rời rạc nha. Đúng rồi, có nghĩa là nó có sự đậm đặc của béo nhưng mà không phải là làm cho mình ngán, mà nó béo cái kiểu mà thơm ngon á. Không, béo nào cũng thơm ngon hết á. Có những cái béo giống như béo dầu béo mỡ đó, nó ngán lắm. Cái đấy thì ghê. Nó bị ngấy á. Dạ. Đó, cái bột là bánh bèo này á là từ gạo lúa mới 100% nha. Họ xay ra. Họ xay ra và xay mỗi ngày luôn, có nghĩa là làm là không ngủ luôn. Đúng rồi, xay làm ngày nào xay ngày đó đó. Là cứ xay luôn rồi cứ sáng là bán rồi lại xay tiếp. Đúng cho rồi, nên đem là... lại xay. Oh my God. Em ăn cái bánh bèo này em cảm thấy là nó mới không? Mới tinh. Có cái sự mới tinh không?
mới tin luôn. Mới tin. On new. Mà cái nước mắm này nó ngon thật ha. Ngon thiệt. Em ăn thì nó mới hay nó không mới thì em không có xác định rõ quá. Nhưng mà em thích cái nhân. Cái nhân nó làm cho cả cái tổng thể của cái bánh bèo này nó ngon. Và cái điều quan trọng hơn nữa đấy là cái nước chấm này nó cho vào nữa thì nó lại còn ngon hơn nữa. Nó hợp lắm luôn. Nó hợp, nó vô á. Nhưng mà vẫn đang chưa hiểu được cái vàng này. Thì biết rồi. Hả? Biết chưa? NASA mới gửi tin xuống cho chị. Đó. Đây là được cơm xay ra với dầu màu điều. Cơm xay với dầu màu điều. Đúng rồi, xay chung với thịt băm á. Ờ, đấy thịt băm thì em biết là có rồi nhưng em không biết. Nhưng mà xay làm sao mà nó mịn như vậy được ta? Cơm á. Nhưng mà sao lại màu vàng ta? Màu điều. Màu điều, dầu điều màu hả? Điều. Ồ thế à? Nó màu đấy hả? Nhạt nhạt, bỏ ít thôi thì nó ra màu này. Ừ. Bớt nhiều nó ra màu cam. Nữa là nó ra màu đỏ luôn. Dữ hả? Dữ gì đó. Ngon quá. Đĩa đồ nướng thập cẩm gồm ram tôm chiên giòn, nem nướng, thịt heo nướng và thịt bò cuốn lá lốt. Nước chấm được chế biến từ cà chua luộc, lột vỏ, xay nhuyễn, gan gà xay, thịt heo băm cùng nhiều gia vị. Điểm đặc biệt là bột bình tinh sẽ giúp cho nước chấm có độ sệt lâu hơn so với bột năng. Đây, chia dĩa ra, mỗi người một dĩa. Dạ vâng. Đây, nước cái này là nước sốt, nước chấm. Sơn sệt. Sơn sệt. Nè con. Dạ, cảm ơn mẹ. Mẹ mẹ. Cái gì? Mắc hỏi quá mẹ, cái nước chấm này nè mẹ. Cái nước chấm gì? Cái nước chấm này hả? Dạ, nó làm từ gì vậy mẹ? Nghe đồ quá là cái nước chấm này là làm từ bột bình tinh. Bột bình tinh. Lạ quá hả? Bột bình tinh là cái gì ta? Cái gì nghệ sĩ bình tinh không? Dạ biết, cái đó thì biết. Cái này là bột bình tinh nhưng mà không phải từ chỉ mà ra, mà là từ cái củ bình tinh. Mẹ ơi. Cái miếng này nó rụng nha. Đâu? Ừ. Em có hiểu vấn đề không? Hiểu. Em hiểu. Ok. Em hiểu không? Hiểu không? Mà mấy cái củ bình tinh đó ở đâu không? Ở nhà là bình tinh chồng. Mày. Ủa vậy? Chị đã nói là mẹ đã nói ngay từ đầu là không liên quan đến chị bình tinh rồi. Thì sao mẹ thích chứ? Nó trùng cái tên thôi. Thì người ta biết rồi, hai đứa hiểu nè. Đây một lát nữa nha. Tại sao mẹ lại nhắc như vậy? Một lát nữa mẹ sẽ giải thích cho. Là chị bình tinh xuất hiện, nó có mục đích hết. À. Nhưng mà các con là nên nhớ như vậy. Bị sạc. Sao vậy? Nghe kể. Sao lại cái chén mình không bỏ mà bỏ vô đây? Nhầm. Đây, xúc vào cho em. Ừ, đúng rồi. Em đang này đúng không? Đúng rồi. Trời ơi. Xin lỗi cửa hàng. Nghe quá trời nghe. Sao hết. Cái nước chấm này nó lạ hơn so với những cái nước chấm khác mà mình đã từng ăn. Bây giờ mình sẽ dùng một cái đôi đũa. Đôi đũa con ơi. Em thấy nó cứ sệt sệt giống kiểu củ sắn ấy. Sắn xong rồi bột sắn ấy. Chắc kiểu sẽ là sắn thật đó. Kiểu củ nó kiểu kiểu đấy đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình cuốn mình sẽ để một cái miếng tờ lá bánh tráng. Mình để lên đây. Sau đó mình sẽ bỏ rau vào. Với em thì em đi ăn ấy, em hay bốc tay. Em cứ bốc đi, bốc. Em bốc rồi đúng không? Không sao. Mỗi người một cách ăn ngon là được. Thôi mà chứ có ai ăn quanh đâu. Đại đi. Rất thích món này luôn. Mỗi khi mà em đi diễn ở miền Trung ấy là em hay ăn món bánh tráng cuốn thịt heo. Rồi bánh tráng cuốn tai, rồi cuốn những cái này. Đà Nẵng này kia sẽ hay ăn món quán đó. Chị cũng Đà Nẵng vậy. Các thứ. Chị thích ăn mấy món cuốn lắm, cuốn chấm chấm rồi thích lắm. Nhưng mà lần đầu chị thấy là cuốn bắp chuối nha. Ồ không có mà. Không, đó giờ chị chưa có. Chị thường chị ăn sống thôi đúng không? Thường mình ăn cuốn thì sẽ có xà lách nè, rồi chuối chát nè, rồi cái gì dưa leo nè, rồi những cái rau thơm, rau mùi, rồi các kiểu. Nhưng mà đây là lần đầu tiên là chị thấy có bắp chuối. Tại thường bắp chuối ăn với bún riêu rồi này kia. Hoặc làm gỏi. Làm gỏi. Nhưng mà cái bắp chuối đặc biệt đây là bắp chuối này là của Quảng Ngãi luôn nha. Đây là bắp chuối trắng. Cho nên là nhìn cái sợi nó sẽ trắng hơn cái bắp chuối bình thường của mình. Và điều đặc biệt ở đây là tất cả các nguyên liệu của quán này 80% là từ Quảng Ngãi vận chuyển vào đây. Wow. Kể cả rau sống thì cũng vậy. Xịn quá vậy. Ghê ta. Rau này là cũng từ Quảng Ngãi vô chứ không phải là mua ở thành phố Hồ Chí Minh đâu nha. Để tôi thử thực chiến luôn này. Giới thiệu rồi đúng không? Bây giờ thực chiến này. Nem trước. À là cuốn từng cái mẹ. Đúng rồi. Không làm cuốn thập cẩm được không? Được. Muốn làm gì thì làm. Nhưng mà nó sẽ hòa quyện các mùi là nó sẽ hỗn loạn. Hỗn loạn trong miệng con. Sẽ ăn bò lá lốt trước. Ừ, cái này nó sệt thiệt luôn á. Cái gì chứ con khéo tay hay làm lắm này mẹ ơi. Con tưởng cuốn được quá rồi. Ừ. Thôi đại đi he.
thấy mà cuốn mà giờ sắp mọi ở thứ ở nhà mẹ đánh hoài à mẹ sắp mọi thứ mà ở ngay giữa cái miếng bánh chát là thấy hay rồi đó. Em mời mọi người, mời mọi người. Cái điều hay của cái này á đó, đó là có tôm của cái ram này này. Lạ, làm cho em có cảm giác lạ. Cái tôm này là miếng tôm gì không? Tôm đất. Cái bò này ngon á. Ngon, ngon thiệt. Nhưng mà em này cũng ngon. Em thấy cái hay của cái cuốn này ấy, là nó có cái vị chát của chuối nữa. Đúng không? Đúng. Nhưng mà em lại là một người thích rất thích ăn chua. Thế cho nên đối với em mà khi mà một tất cả những cái món cuốn mà có khế vào nữa. Đúng rồi. Nó sẽ làm cho cái vị giác của em nó cảm thấy nó phê hơn. Hoặc là xoài sống. Đúng, ok. Nó sẽ ngon hơn rất nhiều. Nói chung ở trong cái này là mình có 4 món. Là bò, lá lốt, nem, thịt nướng. Nhưng mà cái đen đen này là gì mà? Lá lốt luôn. Thịt nướng với lá lốt băm á. Cho có mùi á. Rồi đây là ram, chả ram. Mì Quảng là một trong những món ăn được xem là đặc sản của miền Trung, nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo giữa sợi mì dai mềm với nước dùng đậm đà. Tô mì Quảng với nhiều màu sắc trông rất là hấp dẫn, màu vàng của sợi mì chính gốc Quảng Ngãi, màu tôm đỏ, màu rau xanh, xen lẫn với những lát thịt và rắc lên thêm đậu phộng rang thơm ngon. Nước dùng đậm đà được chan xăm sắp vừa chạm sợi mì, khi ăn trộn mì lên để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Wow. Ui, đây là món này gọi là hoa hậu của quán nha. Đó. Ồ, cái sợi mì vàng nhìn ngon quá hả? Trời ơi, một cái món đây là tô mì Quảng. Sợi mì của nó lão quá ha. Quán đây là chị chủ chị làm đậm chất Quảng Ngãi, không một chút pha tạp gì, chị bán như là ở Quảng Ngãi bán sao là chị sẽ bán như vậy. Đặc trưng đúng không? Đặc trưng của Quảng Ngãi đúng không? Ví dụ như có nhiều quán thì họ vào Sài Gòn họ sẽ làm theo cái phong cách ăn của người Sài Gòn, họ sẽ thêm nhiều topping này kia nọ các kiểu. Còn ở đây là đặc trưng luôn nha. Thử thức thôi nè. Chị ăn chanh không? Không, chị không ăn chanh. Không ăn chanh luôn hả? Không. Chị cảm thấy họ như người ăn chua nè. Ủa? Em ăn chua lắm. Bữa gặp Duyên Tuấn Kiệt rồi, giờ gặp hai đứa nữa thiệt. Chuẩn bị ngon nha. Chị cho hồi nguyên tắc vô đi là ba chén một chén. Ủa là em làm tắc luôn á hả? Trời ơi, sao mà em nghe làm vậy? Nhanh lắm nhưng mà nhanh ơi, ngon thiệt. Cái này cay á. Trời ơi, nghe sợi mì kìa trôi trên vành môi. Cảm giác sao? Cái sợi mì Quảng này á, không, mấy đứa ăn đi, mấy đứa sẽ cảm nhận. Chị vậy thấy nó khác so với những cái sợi mì Quảng mà khác chị ăn hả? Mình thấy nó rụng rụng nhưng mà thật ra nó dai lắm nha. Con thích ăn mấy cái sợi, loại sợi mà dai lắm nha. Là chị Cu ấy, review đồ ăn chị có những cái cụm từ nó khá là khác biệt ha, riêng biệt. Nhìn nó rụng rụng. Nhìn nó rụng rụng là nhìn nó nó gãy gãy ấy. Ý là nó rụng rụng lăn dần nè. Nhưng mà ăn nó lại dai đúng không? Đúng rồi. Ô, sợi mì vàng, vàng đẹp lắm đúng không? Nó dai đúng không? Ngon. Sợi mì vàng ống ánh luôn á. Và bật mí cho mấy đứa biết là đây là sợi mì Quảng được làm ở một lò mì Quảng ở Quảng Ngãi luôn. Chúng ta ăn một sợi mì rồi. Tuổi mẹ là 30 mà cộng với tuổi con, cộng với tuổi em Tú luôn là ga đó nha. Một sợi mì mình gia truyền 70 năm nha. Ngon quá Ngon. Ngon. Dạ, ngon. Ngon. Sức đáp hoa họ. Người Quảng thường mình sẽ ăn với cái bánh này là bánh đa hả? Bánh đa, em gọi là bánh đa. Ngày xưa á, em ở nhà em ở trong quê á, cái lúc em bé xíu, nhà em làm bánh đa. Suốt ngày làm cái này này, suốt ngày ăn luôn. Hay phải mang cái bánh này ra ngoài phơi để cho bắt đầu nó như này á. Có tấp mỡ. Có luôn hả? Nhưng mà mấy đứa thích ăn bánh đa là trụng vô đây cho nó mềm ra, rồi dai dai ăn, hay là thích ăn rụm rụm? Em thích như này luôn này. Mẹ. Rụm rụm nè nè, nè mẹ con nghe rụm rụm nha. Cho mẹ bỏ rụm rụm. Đúng rồi, nó nghe chữ rụm thiệt mẹ. Đúng rồi, chữ rụm nó là chữ rụm. Rụm rụm. Em thích ăn giòn luôn. Chị cũng vậy, chị thích ăn. Chị thích ăn rụm rụm. Em ăn bánh đa không vậy? No. Phải là no không? Chưa. Yeah. Hồi nãy bày đặt ha. Thử con tôm đi. Tôm. Tôm. Ở đây chúng ta có hai chiếc tôm. Thật to. Thịt của nó rất ngọt luôn á. Ngon. Ngọt thơm. Ủa chị Pu, chị ăn chị có ăn cái này luôn không? Ăn cái vỏ ngoài đó. Chị có nhưng mà chị bỏ cái đuôi thôi à.
cho. Chị mới đi bỏ. Tại cái vỏ ngoài người ta nó ăn có vỏ người làm mềm mà. Em đi toàn bóc ra. Nhỏ rồi em ăn tôm mà em bỏ bỏ là mẹ em đánh nữa. Ồ. Mẹ bắt con vỏ. Bắt con vỏ. Canxi đấy hả? Dạ. Nói chung lại bây giờ ấy, em thấy càng ngày ấy, cái việc an toàn thực phẩm ấy nó quan trọng cực kỳ luôn. Nguồn hàng quan trọng ấy. Chứ nhiều cái về y tế, dịch tễ các thứ liên quan đến đồ ăn thức uống ấy nó làm cho em bị sợ cực kỳ luôn. Em sợ ăn ngoài đúng không? Đúng rồi. Mà đây nhập từ Quảng Ngãi thì em nghĩ là nguồn cấp cũng ổn nữa. Ổn định nữa, mọi thứ nó đều ngon. Kể cả với rau nhá, em thấy cũng rất là tươi luôn. Rau tươi các thứ luôn, mọi thứ. Kể cả cái bánh đa này ăn nó cũng giòn, nó khác hoàn toàn với cả những cái bánh đa mình thường ăn. Nướng ngày nướng đêm á. Ừ. Mà thường những cái mà mình nhập từ những tỉnh khác về đây á thì hầu như là có sự hao hụt rất là nhiều. Tại vì do cái đường vận chuyển á, đúng rồi, nó sẽ bị hao hụt, là bị ví dụ như rau á nó sẽ dập, bây giờ nó dập hoặc là nó bị cái gì nó hỏng đó, xong rồi mình phải bỏ. Cho nên là khi mình lọc lại á thì mình lấy cho tầm chắc được khoảng 60-70% thôi. Hợp lý. Vất vả quá ha. Giờ muốn có cọng rau sạch ăn khó. Mà giá cả hợp lý không? Em thực sự em ăn em không biết giá ở đây. Đúng ca giả mà. Không biết mình cũng phải hỏi để biết. Giá thì hợp lý nha. Thế à? Ờ. Cho một tràng pháo tay vì bữa ăn quá ngon. Chị sẽ gửi tặng hai đứa không? Mỗi người một món quà. Trời ơi, hình đẹp quá vậy. Wow. Cái này cũng hay quá ha. Cái này chị tặng cho bạn lười mà muốn đẹp hoài đúng không? Đúng rồi. Mắc là không biết chị tặng cho ai. Cái này chị sẽ tặng cho một cái, chị sẽ tặng cho anh Tú, còn một cái chị sẽ tặng cho Kara. À dạ rồi. Đó. Hai bạn đó là lười mà muốn đẹp hoài đẹp mãi đó. Dạ. Cho nên mình sẽ tặng một cái phiên bản này để khỏi phải chăm sóc gì hết. Chị muốn dành tặng hai món quà này cho hai đứa để mà hai đứa có thể trưng ở trong nhà để mỗi lần nhìn qua cái là nhớ đến chị và nhớ đến ngon, ngon quá. Hợp mạng không nha mẹ? Hợp mạng không? Hợp mạng ngon. Ghê nha, có rồi. Tên đàng hoàng nha. Ừ nha. Okay. Chịu nha, chịu nha. Và okay, cảm ơn quý vị khán giả cũng như là các bạn đã theo dõi chương trình. Ngon quá ngon. Và chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube Vuka Official. Và các bạn nhớ hãy like, share, subscribe kênh YouTube của Vuka nha. Ở hai đứa subscribe chưa? Subscribe rồi. Ok ok. Ok không? Tuyệt vời. Con chưa? Sao mày đứng hình? Mày Minh Tú thôi, mày không có gì tao. Mày Minh Tú à? Mày Minh Tú thiệt lắm. Sao đắm rồi à? Tao có Mày Minh Tú với Duy Khánh, coi ba cái đó. Và nếu như mà quý vị khán giả cũng như là các bạn có những quán ăn nào mà ở Sài Gòn mà quý vị khán giả và các bạn cảm thấy ngon hoặc là cảm thấy thú vị thì hãy comment ở phía dưới giới thiệu cho Vuka cùng với những vị khách mời để chúng ta có thể trải nghiệm ở những tập sau nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Quá lâu. Chị Vuka. Quá lâu. Em nè. Quá lâu. Gì lâu? Hẹn mấy giờ bây giờ mới tới? Chị hẹn 12 giờ. Rồi bây giờ mấy giờ? 12 giờ. 12 giờ 5. Rồi. Thì em phải đi đậu xe thôi, em đi bộ lên đây. Quá lâu. Chị đã nói là chị có xe rồi thì em cứ bắt một chiếc xe công nghệ gì taxi công nghệ hoặc là em đi taxi thường cũng được. Em đến đây rồi chị chở em đi, mất gì phải lái xe cho cực. Thì đâu, thì giờ thì đi thì giờ đi. Không, nóng đứng đây đợi nóng đúng không? Nóng khó chịu đúng không? Đi. Nóng. Đi. Đi đây. Để em... Ủa sao vậy? Bây giờ không thích đi nữa. Đợi quá lâu rồi, bây giờ chị đứng đây chị cảm thấy là cái cảnh trí ở đây cũng bắt bắt á. Chị muốn đứng đây ngắm cảnh luôn. Vậy thôi em đi. Hả? Em đi lấy chiếc xe. Chi? Em chở tới đây rồi em nhét chiếc xe chị vô cốp rồi em quăng chị lên xe rồi em chở chị đi. Điên quá, hiểu quá. Thôi nên em chở cho. Ủa rồi sao? Ở đó bảo hiểm đi. Tôi sao? Nó mệt quá. Bực bội. Sao bực bội? Đi bộ đi. Tự nhiên cái nỗi nó mà hẻm người đi bộ. Ừ.
Em đi chậm chậm cho chị kêu lại. Không kêu. Ủa, chị mới vừa kêu. Không kêu bật quá hả? Nhưng mà sao? Chị bật quá. Tự nhiên có một cái tiếng chuông thất tỉnh á. Chị có thấy tâm chị không tỉnh đúng không? Hình như là như vậy. Đợi em có chút xíu mà chị cảm thấy thế này thế kia thế nọ với em đúng không? Chị cảm thấy cọc cằn với em hả? Đúng rồi. Thôi không sao đâu. Cho nên mình là cứ đi đi cho mát. Chạy đi chống ghế em chở cho. Em chở đúng không? Chở cho. Em biết chạy xe máy không vậy? Trời ơi, sao không trời. Ok. Giữ vỏ cẩn thận. Yeah. À, nhờ cái tiếng chuông này cho nên là chị biết giờ dẫn em đi đâu rồi. Đi đâu chị? Em á, lên xe không biết coi đó. Đó. Nè. Đi vòng lên. Vòng lên đây cho mẹ. Ủa, sao mà chị chưa lên nữa vậy trời? Em mà chị mới vừa tỉnh tâm với em luôn á. Ủa em tưởng chị lên rồi. Em lên xe em không biết rõ cái chân ra. Trời ủa, đất cái chân, ơi cái đồ để chân ra. Em thấy chị nói trời em lâu quá cho nên là em chạy lẹ em đi một hồi em không thấy chị đâu. Ủa rồi nó hư bà. Cái này xịn vậy. Rồi làm sao? Thấy bên kia đây. Bên kia không có. Không bằng có chị à lên. Bên này có rồi em thấy rồi. Được nè, chưa? Nè nó nè. Nè chị phải lên. Đây hư rồi, hư rồi, hư rồi. Ôi đừng có đạp lên cái xe của chị. Rồi. Cái xe của chị là xe cổ em biết không? Lên. Ui trời, có cho chống tre nữa. Rồi đó chị chỉ đâu là chạy đó chị hướng này nha. Rồi đi nha. Hôm nay chị đặt bản sẵn rồi. Có tên chị luôn rồi, thấy không? Không có tên em, thôi em đi về. Không, tại chị đặt chị làm ốc bất ngờ cho em mà. Cho nên là chị đã kêu đồ ăn luôn rồi. Bây giờ mình chỉ việc ăn thôi. Để tận hưởng một ngày an tĩnh, Buka sẽ chiêu đãi Quang Trung đại tiệc chay. Và mở đầu là món cuốn. Món ăn mang đậm dấu ấn của nhà hàng, gồm các thành phần như là xà lách, dưa leo, cà rốt, bún, quả lê, phô mai, và ăn kèm với nước chấm chua ngọt. Điểm nổi bật của món ăn này là nằm ở phong cách fusion, nguyên liệu kết hợp Á, Âu, trong đó nổi bật và quan trọng nhất là quả lê và phô mai. Bây giờ mình sẽ ăn cái cuốn nhà gia đình này. Bây giờ mình cứ luôn hả chị? Mình cứ ăn thôi. Mình đến đây để ăn thôi mà, tại vì chương trình được mang tên là ngon quá ngon. Cảm ơn em. Không có chi à. Hai chị em mình khá sáo là lạ lùng mà chứ. Chị mời em. Em mời chị. Uống cá mời cả nhà. Quang Trung mời cả nhà. Xin mời mọi người. Xin mời mọi người. Ê mình thôi cái không khí giả tạo này được không chị? Sao cái cuốn này nó xung xuê quá em. Nó rộn chuyện quá ha. Nhưng mà nhớ là tâm phải tịnh nha khi ăn cái đó. Dạ. Yeah. Ngon á. Tại biết sao? Chị ơi. Lê. Lê. Tâm phải tịnh. Đâu có ai làm gì lớn chuyện đâu. Hồi nãy chị nói sai. Ừ. Hồi nãy cái miếng trắng trắng ở trên kế bên á, chị tưởng là đậu củ hủ. Củ sắn. Ủa? Cái cục mà chị tưởng củ sắn là lê. Ừ. Cái cục chị tưởng đậu hủ á là gì biết không? Phô mai. Ừ. Ở trong đây có rất là nhiều rau mùi và xà lách. Mùi. Rau mùi á. Rau mùi là rau thơm nè. À, dạ dạ. Rau diếp cá rồi đó. Dạ dạ. À, chị và gọi là rau mùi. Ừ, đúng rồi, tía tô rồi đó. Là rau mùi. Thì kết hợp với lê, rồi rau thì thơm. Xong rồi thêm một cái miếng phô mai béo ngậy ở trong đó. Chúng ta chấm với nước mắm làm. Thì cái nước mắm này nãy giờ chị ăn chị cảm nhận là cái vị nước mắm quá ngon. Đúng không? Đưa vô cái một cái cảm giác gọi là mọi thứ nó hòa quyện vào nhau á. Em ăn chút phô mai chưa? Ủa em ăn hết luôn hả? Em nghĩ cái việc có phô mai á, nó là một cái điều lạ và đặc biệt ở trong cái cuốn này á. Gỏi nấm phô mai sốt chanh dây là món ăn thứ hai mà Buka muốn giới thiệu, kết hợp với nguyên liệu rất phổ biến như là nấm, dưa leo, cà rốt, khoai môn, đậu phộng. Đây là món ăn signature của nhà hàng, cũng mang phong cách fusion kết hợp Á Âu, được trang trí bắt mắt với bánh tráng vỏ sò. Nước chấm đặc biệt ở chỗ là có sốt chanh dây tạo cảm giác trung hòa, tròn vị khi thưởng thức món ăn. Sao chị nói làm hai câu thôi? Chị tưởng em làm tiếp, chị thấy đang cái chớn á. Chị nói nhạc hình hiệu chương trình có hai câu à. Cái này là nhạc hình hiệu em tự chế đó, chị có tập này mới có rồi đó. Đây là món gỏi khoai môn. Không, chưa từ từ. Gỏi khoai môn, nấm chanh dây,
sốt trên dây. Nó giống như chị cộng từng chữ lại ra hả? Gỏi nắm khoai môn sốt trên dây. À gọi nó chưa, nó vần liền, gọi nắm khoai môn sốt trên dây. Đó. Cái món ở đây á là theo phong cách fusion, là một cái sự kết hợp giữa Á và Âu. Dạ. Thì anh nãy em nói giống cái gì lúc mới bưng ra? Cái rặng san hô. Ừ, đúng rồi, giống cái rặng san hô á. Em đoán nha, bánh phồng lên. Bánh phồng lên. Bánh phồng bỏ to. Bỏ vô trong trong nước sôi cái ổ lộn cái gì dầu sôi dầu, cái là nó phồng dầu lên. Dầu sôi lơ bỏng được. Nhưng mà em có thấy là phong cách ở đây là mọi thứ nó đều sum xuê không? Sum xuê. Rất là sum xuê. Một, hai. Ôi trời. Yo. Trong cái món này có một điều rất là đặc biệt, giống như thính vậy em. Vậy hả, em chưa ăn tới cái mùi vị á. Na Sa mới gửi xuống cho chị một thông tin rất là thính dạo nha. Na Sa có mấy cái thông tin này luôn hả? Mấy cái thông tin nhà bếp vậy luôn á. Thơm quá chị ha. Thơm ha. Ở trong đây là có nấm linh chi trắng. Nấm này nấm gì vậy chị không biết. Đâu chị cho em coi. Nấm nấm giống nấm đông cô chị. Giống nấm đông cô. Nấm đông cô đúng rồi. Nấm đùi gà. Có cà rốt. Dưa leo. Dưa leo. Khoai môn bào, có hành tím. Đậu phộng. Đậu phộng. Và có thính gạo rang. Khoai môn nữa. Cái sự khoai môn, cái sự khoai môn mà nhỏ giòn mỏng này á, dễ thương quá chị ha. Ăn vô miệng thấy dễ thương hả? Dễ thương. Mà cái bánh phồng này á, nó giòn mà nó đủ mỏng nữa, nó không có bị quá dày mà nó thơm thơm ha. Dạ thơm. Chị có niềm đam mê với bánh phồng lắm á. Em cũng vậy. Chị rất thích là ăn bánh phồng mà chấm với nước mắm chua ngọt á. Vậy hả? Bữa nay em thử đi. Thật ra là lâu lâu khi mình đi ăn chay một buổi đó, thì mình cảm thấy là nó rất là nhẹ cái bụng luôn. Nó không có dầu mỡ, nó không có thịt đỏ, nó sẽ không làm mình bị nặng bụng á. Bị nặng bụng á. Nặng bụng á. Ê, sao bữa nay chị gặp em chị bị liếu lưỡi hoài vậy? Vậy em có làm gì đâu, chị hiểu thừa em được. Chị nói lại nha, là nó không bị nặng bụng, chị nói thành nặng bụng luôn á. Không sao, nhưng mà mình vẫn lấy cái đoạn hồi nãy nha mọi người. Mà đặc biệt á nha, từ hồi nhỏ á, em biết sao, nhưng mà em rất là thích ăn rau. Em ăn rau em cũng không biết lúc đó là mình thấy nhẹ hay là gì em không quan tâm, nhưng mà em thấy ăn rau nó mát mẻ với lại thấy vui vẻ. Còn chị á thì chị được sinh ra và lớn lên bởi một người mẹ ăn rau rất nhiều, và trong tất cả các bữa ăn không có rau là mẹ chị không ăn cơm. Bây giờ mẹ chị là ăn chay chuồng luôn rồi, ăn chay chuồng được 5 năm luôn rồi. Thì cho nên cái điều đó rất là thuận lợi cho việc mẹ chị là từ mặn chuyển sang chay chuồng cái một luôn. Mẹ chị chỉ cần là luộc một dĩa rau xong rồi chấm nước tương, hoặc là xào một cái dĩa nấm xong rồi chấm nước tương ăn với cơm vậy thôi, mà mẹ chị cảm thấy ngon lắm em. Em cũng vậy. Là do mình biết ăn rau á, chứ tại vì khi mà ăn chay mà mình không biết ăn rau nó khó ăn không. Dạ. Ở nhà mà nhanh nhất á, đồ ăn của em cũng luộc không à. Em luộc rau hoặc em mua đậu hũ về á, bình thường người ta sẽ chiên lại hay người ta bỏ vô nồi chiên không dầu đúng không? Nhưng mà em cũng mua đậu hũ gì sao em nấu nước sôi á, em trụng qua nước sôi để cho nó vừa bớt cái dầu đi, với lại nó vừa cái đậu hũ nó mềm mà nó nóng mà nó múng mà nó dễ thương, nó mỉm á chị biết không? Nó không bị khô. Không, chị thấy đồ ăn em chụp úp lên là chị thấy đa phần có rất nhiều đồ luộc luôn. Đơn giản nữa. Đơn giản là chị không nghĩ em thích, mà đơn giản chị nghĩ là em không biết nấu ăn á. Ê chị, em rất biết. Rất nhưng biết em rất biết thích ăn đồ luộc như vậy. Ok. Và bây giờ chúng ta đến với món thứ ba. Đây là một món rất là đặc biệt ở quán này. Vũ Diễn sao? Dạ. Để em biết thế nào là đặc biệt thì em xin mời ạ. Hãy để cho Quang Trung cảm thấy bất ngờ đi ạ. Dạ, em cho phép ạ. Nấm mối hấp đá núi lửa. Những nguyên liệu tạo nên món ăn này bao gồm nấm mối, sốt ớt đỏ, sốt chanh xả. Nấm mối sạch được trồng theo quy trình chuẩn phòng thí nghiệm vô trùng nên luôn tươi mới, có độ giòn và ngọt thanh. Để tạo nên món ăn này, nhân viên sẽ đặt xuống bàn khách nồi gốm sứ có đặt sẵn đá núi lửa nóng ở dưới đáy nồi. Sau đó, đặt nan tre có bày biện sẵn nấm mối lên trên lớp đá, rót nước vô nồi, gặp đá nóng hơi nước bốc lên nghi ngút,
đậy nắp nồi lại khoảng 2 đến 3 phút. Đá núi lửa giữ nhiệt lâu, tản nhiệt đều lên món ăn, giúp món ăn được chín đều, giữ trọn hương vị và chất dinh dưỡng. Người ta nói là 2 phút, thì trong vòng 2 phút mình chờ thì mình phải làm cái gì đó đi chứ hả? Muốn không? Mình ôm lại kỷ niệm xưa đi. Ôm lại kỷ niệm xưa đi. Chị và em gặp nhau lần đầu tiên ở đâu? Ngứa người liền, ngứa người liền. Đúng rồi, chị phải nhớ nha. Đúng, chị nhớ. Chị và em gặp nhau lần đầu tiên ở đâu? 5 giây thôi nha, không cho suy nghĩ nhiều. Tại đây là những kỷ niệm của chúng ta. Chị nào sẽ có điện ảnh? 5. Chị nào sẽ có điện ảnh? Sai. Chị gặp em gặp chị thì chị không biết. Ý, chị đã thử coi. Nhưng mà chị gặp em lần đầu tiên là ở sân khấu kịch cà phê của Nhóm Tia Lìa. Trong cái vở là Hoàng Tử Cà Phê, lúc đó em đóng vai Hoàng Tử. Thì đó là chị gặp em, còn em gặp chị trong sân khấu điện ảnh. Lúc đó chị đi diễn ở trong thi sân khấu Đi Với Trẻ. Em có lên coi không? Sao lại không mà? Dở gì? Thiếu gì vở ạ? Chị tình bang khó. Thiệt không? Chứ sao lại không? Nhưng mà chị dễ cái miệng chị xuống tới đây nè, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà lúc chị gặp em á, chị ấn tượng lắm luôn á. Chị ấn tượng làm sao? Chị cảm thấy là trời ơi, đâu mà ra cái thằng bé mà nó trắng. Ê em ơi, chín rồi. Cái món này ăn nóng mới ngon nha. Bây giờ đầu tiên thì chị sẽ chấm cái sốt cay này. Cảm ơn em. Sao ăn xong giận nhà hàng luôn vậy? Ngon quá ngon. Chấm gì trước vậy? Chị chấm cái sốt cay. Dạ. Yeah. Thật ra nó không đủ độ cay với chị. Ý. Chị cũng ăn cay đó. Chị ăn cay nhiều lắm. Em cũng ăn cay. Nhưng mà em ăn vô đi. Rồi em kiếm một bung đũa liền không? Bị mà sao mà nó có thể ngon đến như vậy ta? Bây giờ mình sẽ chấm cái này là mắm xả. Ê, mình làm tới hết cái dĩa nấm này mà mình không review được luôn. Ngon quá. Cái nấm ấy thiệt sự rất là dễ thương luôn. Em ăn thử một cái nấm không? Dạ, một cái nấm không không? Thì nó cái nấm này mình ăn không cũng đã ngon rồi. Dạ. Yeah. Mình chấm, cái nước chấm nó chỉ tăng thêm cái vị, nó kích cái vị giác mình thôi. Bản thân cái nấm là có một cái độ ngọt nè, thơm nè, giòn sực. Thơm nhẹ nhàng lắm. Ở trong với đây lại, là mọi người hấp với lại lá chanh. Đúng nữa rồi. Đó. Cho nên nó thơm mà nó dễ thương gì đâu. Dễ chịu quá. Cái nấm mối này em phải tìm mối bán cái nấm này. Rồi mình sẽ vô nhà hàng mình sẽ điều tra. Coi cái mối bán cái nấm mối này ở đâu. Mà ngon quá chị ha. Ngon quá em ơi. Em thích ăn nấm lắm. Nhưng mà cái sự mà hấp trên cái cái sự than á, cái sự đá, cái sự than đá. Hả? Đá luôn. Rất là lạ ha. Yeah. Giống như mình hay ăn đi ăn đồ này kia, người ta cũng hay hấp trên cái đá, nhưng mà chị chưa bao giờ thấy là cái nấm để lên cục đá như vậy. Nó vừa đủ nóng thôi chị. Nó không có bị đun sôi hoài á, nó không có làm mềm cái nấm ra. Mà người ta cũng biết là cái nước đó cộng với lại cái độ nóng của cái đá này trong vòng khoảng 2 phút thì làm cho cái nấm này nó mềm tới cỡ đó thôi. Không có bị chín thêm, nhừ thêm. Em nhìn vô đi, không còn miếng nước đâu luôn. Dạ, thì đó, nó cỡ đó thôi. Có nghĩa là người ta cũng không muốn nó bị mềm thêm. Rất là hợp lý, hai cái cách chế biến cũng dễ thương quá. Ngon quá. Ngon quá ngon. Sao, ngày hôm nay bữa ăn em thấy như thế nào? Tuyệt. Em có thể chia sẻ dài dòng hơn luôn. Rất tùy. Dài hơn nữa. Rất tùy lắm. Em ơi, em nhìn chị hoặc là em nhìn mái của em. Chứ em nhìn đâu có trên trời vậy? Em thấy bữa ăn hôm nay rất dịu. Dịu. Kiwi. À, keo lì, trái châu, trầm đoán, trầm. Trầm. Trầm đáng trầm. Trầm là mong manh hả? Mong manh. Đó, cho nên là ngày hôm nay là quá tuyệt. Quá tuyệt. Nếu mà em gửi tặng chị một bài hát và khán giả một bài hát nữa thì quá tuyệt hơn nữa. Chị muốn nghe bài hát gì ạ? Bây giờ em hát cái bài mà chị rất là thích. Đó là bài gì? Một ngày nào đó khi mưa trắng rơi. Một ngày nào đó. Chị hát với em nha. Chị hát buộc chị. Đó đúng rồi, chị hát Dũng rồi đó. Chị hát vô hơn cái bài. Không sao, hát thông ca, hai chị em là thông ca. Bình thường chị cũng hát với em hoài, chị có sợ đâu, tự nhiên chị sợ. Thì bây giờ cũng mới quay chị sợ. Rồi chị hát tâm đó đi. Và ngày nào đó khi mưa trắng rơi,
Ngày nào đó khi nắng trắng lên sao đôi, ngày nào đó anh sẽ mãi quên em đã từng yêu người. Yo. Và ngày nào đó khi không thấy nhau, ngày nào đó khi trái đất thôi xoay vòng, ngày nào đó anh không biết sẽ ra sao ngày sau. Chị thích lắm luôn á. Chị hay gọi là mở nghe á. Cảm ơn chị hả? Cảm ơn chị. Chị có món quà tặng em. Món quà rất bất ngờ, nhắm mắt lại đi. Chị đừng đưa em cái bill nha. Trả tiền cho chị nha. Ôi sao em ngủ luôn. Sao mà ngủ luôn. Phải thức dậy. Thức dậy nè. Cái gì kìa chị? Ê, ai kìa chị? Nhanh lắm, nhanh lắm. Cậu bé nhanh lắm. Cậu bé nhanh hơn. Ôi trời, mấy cái này có gì đâu á chứ. Em tính xếp vỏ dài đúng không? Không, chị. Chị biết, có gì đâu. Trời ơi, mình chơi nhau quá đây, không mà. Đây, để em lấy cho. Thôi, khùng quá. Cái này thì tính nữa nè. Chị giỡn thôi chứ thật ra có quà thiệt. Quà gì? Lại. Không gạt. Giờ chị nhắm chắc trước đi. Ủa sao tự nhiên nhắm sao chị đi lấy quà được? À vậy hả? Nhắm lại. Lại nhắm nữa hả? Ok. Nhắm mắt lại. Sợ chị quá à. Sao con mắt em cứ thò lỗ vậy? Em thò lỗ em hỏi chị. Nhắm lại. Chị tặng ao thấy chị làm tỉ mỉ bên này quá. Chị tặng cho một đứa em chị rất là thương luôn á. Dạ. Rất là quý luôn á. Và cái bạn đó cũng có cái tính gọi là sao, tỉ mỉ lắm, cái gì cũng tỉ mỉ hết. Em cảm ơn chị và cảm ơn chị vì hôm nay đã mời em đến tham gia chương trình. Em mong là chị sẽ có thêm nhiều chương trình hay nữa ở cho các bạn cùng xem, và cũng như là để em có thể có thêm nhiều dịp nữa đi chơi với lại chị, với lại đi ăn với lại chị. Ok em ơi. Ở những chương trình khác. Nhưng mà không có ngoài chương trình, ở ngoài chương trình mình vẫn đi chơi và đi ăn với nhau nhé. Đi chứ, sao lại không à. Ok. Sao mặt như không cách lòng à. Và cũng không quên cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã theo dõi chương trình. Ngon quá ngon. Và chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube Vuka Official. Và các bạn hãy nhớ xem, share, comment và subscribe kênh YouTube của Vuka là Vuka Official. Tỉnh sao vậy? Sao vậy? Em định nói mọi người là hả? Nếu như các bạn muốn những khách mời là ai, các bạn hãy comment bên dưới và đừng quên comment tên Quang Trung nhé. Cái chị nói cái đó cái em hết nói được câu sao luôn. Ok rồi, em nói đi. Không chỉ là món ăn nào, nơi nào, hoặc là bất kể một cái đặc sản nào ở vùng miền nào mà quý vị khán giả còn có thể bình chọn tên một nghệ sĩ mà quý vị khán giả muốn chị Boca dẫn đi ăn một ngày, có thể là thật là nhiều lần, thật là nhiều nơi, thật là nhiều số, thì các bạn đừng quên comment tên Quang Trung nhé. Ok, về khúc này nhớ cắt nha đi đi. Và xin chào. Chị nói giỡn á chứ anh không có cắt đâu. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp mình Boca thôi. Và Quang Trung ăn nữa nhé.